cùng tìm hiểu một thứ cũng vui vẻ, thử coi là cái độ trễ khi mà chúng ta ghét một cái dữ liệu từ DynamoDB từ Singapore về Việt Nam như thế nào ha. Tại vì DynamoDB thiết kế là kiểu kiểu ultra fast, là cực kỳ nhanh để lấy dữ liệu, nhưng mà việc lấy dữ liệu trong Damo ra thì nhanh, nhưng mà cái việc mà chuyển dữ liệu đó trên đường truyền nó có nhanh được như thế hay không á, và nó cụ thể như thế nào á, thì trong bài này Kevin và các bạn sẽ cùng thử coi nó như thế nào ha. Ok, wow lạ. Thì bây giờ Kevin có một cái là return return cái consume capacity, ta sẽ quay lại cái câu query đi. Chúng ta hãy cùng query nha. Giả sử là Python query. Cái này còn là return về cái gì đây? Cái này return về item này. Giờ Kevin sẽ in cái press ra nhé. Tạm thời Kevin sẽ không in cái kết quả trả về của cái item này. Giờ thấy thử chạy lại nha. Bị lỗi gì đây? Print rest for đúng không? Ok, chạy chạy rồi, mình trả về được là 4 record, và cái press này là gồm có cả phần item bucket của chúng ta lẫn cả những phần metadata. Thì trong metadata này, trong này cũng có một cái trường gọi là content length này, là 318 byte này, có nghĩa là bản chất trong cơ thể dữ liệu chúng ta không tới 318, nhưng mà nó có rất nhiều dữ liệu khác liên quan metadata, cho nên là khi client nhận về nó sẽ nhận cả cái cục này, có thể cả cái cục này, hoặc là mình chỉ trả về item thôi. Thì cái content length là 318 ha. Thì bây giờ là hãy xem là cái phần này nó tính như thế nào, nó 4 record này là nó lấy rồi hết bao nhiêu thời gian á. Thì để cái việc đó chúng ta hãy xem như thế nào, thì thông qua cái một cái thư viện là dùng tính thời gian ha. Ở sẽ Kevin sẽ chọn là hai cái mốc thời gian. Mốc thời gian thứ nhất là bằng cái time chấm time lúc trước khi gọi query ha. Rồi sau khi gọi query là cái time 2. Time 2 bằng time chấm time. Thì cái time 2 trừ time 1 chính là cái thời gian là vừa query cái này vừa chờ network trả về nữa đúng không? Thì chúng ta hãy tính đó là hãy tính nó xem là hết bao nhiêu nhá. Print là time 2 trừ time 1. Ok, time 2 trừ time 1 thì con nó hết bao nhiêu? Hãy chạy lại coi. Query. Đây, các bạn thấy không? Cái lệnh query này của chúng ta ấy là nhận cái gói là 318 này, và nhận được thời gian là hết 0,663 giây. Có nghĩa là nếu mà nói về millisecond single digit, nó phải là kiểu trong Dynamo là 0,00 mấy á, thì nó là single digit. Nhưng mà hiện tại mình là nhận tới là 0,6, có nghĩa là nó gần, gần như nó cũng tiệm cận 1 giây, tại vì mình cũng bị phụ thuộc vào cái đường truyền ở từ AWS về Việt Nam á. Thì hãy chạy chạy lại một lần coi thế nào, tại vì nó phụ thuộc vào đường truyền của mình như thế nào á. Lần thứ hai chạy lại còn 0,32 giây này, nó tại vì cái này nó phụ thuộc vào cái đường truyền của các bạn ấy, từ cái khách hàng của các bạn đến cái data center của AWS như thế nào. Thì cái này có thể chạy mỗi lần sẽ mỗi khác đó, ví dụ như này còn có 0,31 này. Thì đó là những con số mà chúng ta thấy như vậy, thì có nghĩa là đâu đó thì nó khoảng 0,3 đến 0,6 second. Thì cái này thì coi phần ứng dụng của bạn, các bạn phải lưu ý là khi mà trả về á, các bạn cũng nên là thứ nhất là cái message mà để trả về từ AWS, các bạn nên dùng những cái thuật toán, ví dụ như là kiểu projection hay là filter, để dữ liệu nó nhỏ hơn, nó sẽ nhận được ít hơn, nó nhẹ hơn, rồi nó sẽ nhận nhanh hơn á. Thì cái này là một cái mà các bạn có thể lưu ý, có thể test trên cái API của mình như thế nào ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.